Những thông tin chính sẽ có trong bản tin bóng đá Việt ngày 24 tháng 5. Lãnh đạo Sông Lam Nghệ An lên tiếng về việc thay đổi cơ chế thưởng. Dấu ấn của lứa cầu thủ U22 khi trở lại V-League. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá chất lượng đội hình của đội tuyển U17 Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với bóng đá Việt trên FPT Play. Như thường lệ, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của những giải đấu đang diễn ra trong nước, cũng như là các đội tuyển của chúng ta đang chuẩn bị cho những giải đấu lớn. Xin mời quý vị đến với thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, trong bóng đá Việt ngày hôm qua, chúng tôi đã có đưa tin về việc câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An quyết định thay đổi cơ cấu thưởng của mình ở mùa giải năm nay. Và tất nhiên là điều này đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ thi đấu trên sân. Và lãnh đạo của đội bóng này đã buộc phải đăng đàn giải thích. Sau khi xuất hiện một số thông tin Sông Lam Nghệ An cắt lương thưởng thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có những phản hồi. Trong đó, chia sẻ ý kiến của Chủ tịch Trường Sĩ Bá về những điều chỉnh mới nhất của đội bóng như sau. Ông Bá cho biết, việc điều chỉnh chế độ lương thưởng ở phần còn lại của V-League 2023 là có thật. Tuy nhiên sẽ không phải là cắt hẳn để cho đội bóng đá chay. Sông Lam Nghệ An sẽ bỏ khung thưởng cố định, thay vào đó là sẽ thưởng nóng theo mức độ quan trọng của trận đấu. Tùy theo mức độ cống hiến của các cầu thủ khác nhau, sẽ có các chế độ khác nhau, chứ không đưa ra một con số thành quy chế. Không bỏ được, nhưng cách làm sẽ khác hơn, để tốt hơn. Đến lúc này của mùa giải, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 9 điểm và cách top 8 vỏn vẹn 1 điểm. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã gửi lời xin lỗi đến thủ môn Đặng Văn Lâm sau tình huống va chạm trong trận thắng 2-1 của Viettel trước Top Lê Bình Định. Trên trang cá nhân của mình thì Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ đoạn tin nhắn xin lỗi gửi đến người đàn anh trên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đáp lại, Văn Lâm dành sự cảm thông và không quên gửi lời chúc sức khỏe đến Mạnh Dũng và đội bóng Viettel FC. Cầu thủ sinh năm 2000 cũng không quên khẳng định, cũng vì kết quả của đội bóng mà thôi, xong trận, anh em lại tình cảm mọi người ơi. Tình huống mà Mạnh Dũng nhắc đến diễn ra ở phút 29 trong cuộc tiếp đón Top Lê Bình Định của Viettel trên sân hàng đẩy ở vòng 8 V-League. Thủ môn Văn Lâm sau khi hóa giải thành công một đợt tấn công của đối thủ và chuẩn bị ném bóng lên cho đồng đội phía trên thì bị Nhâm Mạnh Dũng va từ phía sau. Ở trong trận đấu này thì tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có một cú đúp để giúp cho Viettel giành chiến thắng chung cuộc. Vòng 9 này Nevop V-League 1 2023 sắp diễn ra và căn cứ vào tổng hợp kết quả các vòng đấu vừa qua của giải bóng đá vô địch quốc gia Nevop V-League 1 2023 và quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ban tổ chức giải thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 9 cụ thể như sau. Hồ Khắc Ngọc của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ không thể ra sân trong chuyến làm khách trước câu lạc bộ Top Lê Bình Định vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Lê Trung Hiếu bị treo giò vì nhận 2 thẻ vàng trong cùng một trận đấu. Anh sẽ vắng mặt ở trận Hải Phòng tiếp đón Khánh Hòa. Và cuối cùng là Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC đang thụ án cấm thi đấu 8 trận của bàn kỷ luật. Các trận đấu của vòng 9 Nevop V-League 1 2023 cũng sẽ được phát sóng đầy đủ trên FPT Play. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Thưa quý vị, bắt đầu muộn hơn Nevop V-League 1 2023, giải hạng nhất cúp bia sao vàng cho đến thời điểm này chỉ mới hoàn tất lượt đấu thứ 4. Và trước khi bước vào lượt đấu thứ 5 thì sẽ có những cặp đấu rất hấp dẫn chờ đợi chúng ta. Xin mời quý vị cùng điểm qua một lượt lịch thi đấu của chúng tôi. Sau chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Huế tại vòng 4 hạng nhất quốc gia 2023, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã thoát khỏi chuỗi 3 trận hòa không đều liên tiếp. Qua đó, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây là cơ sở để Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng khi họ tiếp đón đối thủ Bình Thuận tại vòng 5. Lúc này, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng đã trải qua 3 trận thua liên tiếp và để thủng lưới tới 7 bàn. Với hàng thủ đang có dấu hiệu bất ổn, câu lạc bộ Bình Thuận chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi làm khách tại sân vận động Bà Rịa. Một ứng cử viên thăng hạng khác là câu lạc bộ Quảng Nam. Sau 4 vòng đấu, đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn là một trong 3 đội bất bại, trong khi đối thủ của họ là Bình Phước lại chưa biết tới mùi chiến thắng. Dẫu phải chơi trên sân khách, nhưng với phong độ hiện tại, nhiều khả năng câu lạc bộ Quảng Nam sẽ có thêm 3 điểm để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Cũng tại vòng 5, câu lạc bộ Hòa Bình của huấn luyện viên Nghiêm Xuân Mạnh sẽ làm khách của câu lạc bộ Huế, trong khi Phù Đồng tiếp đón đội cuối bảng Phú Thọ. Trong khi đó, đội đầu bảng PVF CND sẽ tiếp đón Long An. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Trung đang có mọi lợi thế để hướng tới 3 điểm. Họ chưa thua trận nào ở mùa này, dàn lực lượng được đánh giá cao hơn và hơn hết là lợi thế sân nhà. Dẫu vậy, câu lạc bộ Long An luôn là một đối thủ khó lường, thế nên các cầu thủ PVF CND sẽ phải tập trung tối đa nếu không muốn để mất ngôi đầu bảng vào vòng đấu tới.
Vòng 5 của giải hạng nhất quốc gia, Bia Sao Vàng 2023 sẽ khởi đầu bằng cuộc đối đầu giữa Bình Phước và Quảng Nam vào lúc 17 giờ ngày 25 tháng 5. Tiếp đó vào lúc 18 giờ là trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Hai trận đấu Phù Đổng gặp Phú Thọ, Huế gặp Hòa Bình sẽ cùng diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 26 tháng 5. Trận đấu chốt lại vòng 5 giữa PVF CND và Long An sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ 15 ngày 27 tháng 5. Sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam là dương cột mang sứ mệnh trở thành nền tảng vững chắc để phát triển giải vô địch quốc gia. Giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023 World Star V-League 2 sẽ có sự tham gia của 10 câu lạc bộ là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF CND, Phú Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam. Giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng FPT Play. Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại SEA Games 32, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã trở về nước và trở về các câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục thi đấu tại Night World V-League 1 2023. Đã có không ít dấu ấn được tạo ra từ các chàng trai trẻ của huấn luyện viên Philippe Trugier. Sau đây, chúng ta hãy cùng xem họ đã thi đấu như thế nào. Sau khi giành huy chương đồng SEA Games 32, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã trở về câu lạc bộ để tiếp tục hành trình tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2023. Tuy nhiên, tại vòng 8 Night World V-League 1 2023 vừa qua, chỉ có 3 người được đá chính là Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An, Phan Tuấn Tài của Viettel FC và Lương Duy Cương của SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, các tuyển thủ U22 còn lại đều vào sân từ ghế dự bị và phần lớn không để lại dấu ấn đáng kể. Trong số này, Nguyễn Thái Sơn của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa nổi bật nhất với một pha kiến tạo trong trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chứng kiến màn trình diễn của Thái Sơn ở trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Veliza Popov đã phải cất lời khen ngợi. Công việc của tôi là tiếp xúc với các cầu thủ hàng ngày. Dĩ nhiên tôi vẫn xem Thái Sơn thi đấu và có đưa ra vài gợi ý để cậu ấy chơi tốt hơn. Thái Sơn sẽ có vai trò quan trọng trong tương lai của đội bóng. Cậu ấy chơi rất tốt trong hiệp 2. Tôi không dùng Thái Sơn từ đầu vì cậu ấy chưa đạt 100% thể lực. Cậu ấy đã trải qua hành trình dài ở Campuchia và mới trở lại câu lạc bộ hôm qua. Theo tôi, Thái Sơn là cầu thủ giàu tài năng và cậu ấy chính là cầu thủ chơi tốt nhất tại SEA Games 32. Nhìn chung, vòng 8 vừa qua diễn ra chỉ vài ngày sau khi SEA Games 32 kết thúc, do đó phần lớn tuyển thủ U22 Việt Nam chưa có phong độ cao nhất. Trong những vòng tiếp theo, Night World V-League 1 2023 sẽ diễn ra với nhịp độ dồn dập hơn, đồng nghĩa với việc các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội ra sân để chứng tỏ tài năng trong màu áo câu lạc bộ. Đó là lứa U22, còn lứa trẻ hơn thì sao? Lúc này đội tuyển U17 Việt Nam vẫn đang tập luyện rất nghiêm túc trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2023 và huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng đã có những nhận xét về chất lượng của lứa cầu thủ này. Tuy nhiên, trước khi đến với những nhận xét của ông thuyền trưởng này, Hiếu Nghĩa xin được giới thiệu với quý vị rằng FPT Play sẽ mang đến cho quý vị một món quà. Đó là vào hai ngày 25 và 26 tháng 5 tới đây vào lúc 17 giờ, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận giao hữu của đội tuyển Futsal Việt Nam với quần đảo Solomon. Xin mời quý vị cùng đón xem. Và đó cũng là những thông tin khép lại bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin của chúng tôi và xin hẹn gặp lại vào những số phát sóng lần sau. Sau khi đặt chân đến Nhật Bản đêm 22 tháng 5, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại địa điểm tập huấn xứ sở Mặt Trời Mọc. Tại đây, đội tuyển được ban tổ chức địa phương tiếp đón chu đáo và bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Grand, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Theo kế hoạch, trong quá trình tập huấn tại Hamamatsu, được sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có 4 trận đấu với các quân xanh có độ khó tăng dần. Lần lượt đó chính là trường Trung học phổ thông Kaisenkan vào ngày 25 tháng 5, U18 Honda FC vào ngày 28 tháng 5 và Đại học Tokoha vào ngày 31 tháng 5 và Đại học Shizuoka vào ngày 2 tháng 6. Cũng trong dịp này, thuyền trưởng của U17 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã có những đánh giá sơ bộ. Thì so với năm nay thì cũng có loại bớt một số cầu thủ. Và năm nay chúng ta lại có thêm một số cầu thủ mới, một số cái địa phương rộng khác nữa Việt Nam. Tôi nghĩ là chắc chắn là cái chất lượng phải tốt hơn. Sau khi tôi đã theo dõi nó một năm rồi, năm nay tiếp tục thì bổ sung thêm một thủ. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đang có một cái đội hình chất lượng hơn năm ngoái. Sau giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 5 tháng 6. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có quỹ thời gian khoảng một tuần để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng tại Vũng Tàu trước khi sang Thái Lan dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Trước đó thì U17 Việt Nam cũng đã có được tập huấn tại Qatar
Trong quá trình tập huấn này, Công Phương và các đồng đội đã có hai trận đấu giao hữu. Họ hòa U17 Lào ở trong trận đấu đầu tiên và sau đó thắng U17 Qatar với tỷ số là 2-0. Đội tuyển Futsal quần đảo Solomon có biệt danh là Kuru Kuru. Họ là một trong những đội mạnh nhất khu vực châu Đại Dương với 6 chiếc vô địch giải Futsal khu vực. Đội bóng này đã có 4 lần liên tiếp giành vé dự World Cup Futsal từ năm 2008 tới nay. Tuy nhiên, họ chưa một lần giành vé vào vòng knockout. Bên cạnh đó, quần đảo Solomon đang là đội giữ kỷ lục trận thua đậm nhất trong lịch sử World Cup Futsal khi để thua đội tuyển Nga với tỷ số 3-1-2 vào năm 2008. Trước đây, đội tuyển Futsal Việt Nam từng giành chiến thắng 2-1 trước quần đảo Solomon tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á vào năm 2017. Hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal quần đảo Solomon sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ các ngày 25 và 26 tháng 5 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và được trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Quan 2023 Side Together. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.